Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft, công viên khủng long. Và hiện tại thì Spinosaurus đã thích nghi với cái nơi ở mới này rồi. Đồng thời thì mình cũng đã trang trí thêm một ít cái cỏ biển, tảo bẹ ở dưới đáy hồ, trông cho nó tự nhiên hơn ha. Mình còn lắp thêm những cái máy cho ăn nè, để đảm bảo là gia đình Spinosaurus sẽ không có bị đói những lúc mà mình không có ở đây. Ngoài ra thì mình còn đón nhận thêm một cái tin vui nữa. Kiểu như đàn voi ma mút mà hôm qua mình hồi sinh ấy, hôm nay đã đẻ thêm hai lứa con rồi. Đây. Mình hơi bị bất ngờ luôn, kiểu như mình vô mình thăm ấy, mình thấy hai nhóc voi ma mút con luôn. Wow. Mau lớn thật sự chứ. Coi gia đình voi ngủ cơ. Nhưng mà có vẻ nơi này bắt đầu chật rồi, chắc ít hôm nữa mình phải đưa voi ma mút sang cái khu vườn mình nuôi khủng long ăn cỏ. Bên đó thì không gian nó còn dư quá trời luôn. Gia đình voi qua đó chắc sẽ sống ok đấy. Nói là làm liền. Mình sẽ dắt gia đình voi qua bên đấy luôn. Mình sẽ lấy cỡ 6 cái lasso á. Tại vì ngoài voi ma mút ra thì mình cũng muốn dắt voi tại thiền sử qua bên đấy luôn đi. Nơi này thì bắt đầu trống vắng hơn rồi. Chỉ còn lại gia đình của thằng lằn bay thôi. Nhưng mà chấp nhận thôi chứ biết sao giờ. Để có một cái nơi ở tốt hơn. Đây, voi ma mút thì mình sẽ cho sống ở cái góc bên này. Còn Platypelodon thì mình sẽ cho sống ở kế bên, chỗ của mấy cái nhà khảo cổ học nè. Rồi, tha hồ mà đi tới đi lùi nha, khu vực này nó rộng rãi hơn rồi đó. Hy vọng là đàn voi sẽ sớm thích nghi với cái nơi ở mới này. Mình cũng tính là dắt thằng lằn bay qua đây ở, nhưng mà các bạn thấy rồi đấy, ở phía trên này mình không có rào lại được. Nên là nếu mình thả thằng lằn bay vô đây thì chắc thằng lằn bay sẽ bay đi mất luôn ấy. Lúc đó thì tìm lại thì không có được đâu, khó lắm. Okay. Còn phần mình, trong ngày hôm nay thì chắc mình sẽ tiếp tục trở lại với cái công việc, đó chính là hồi sinh những loài đã tuyệt chủng. Bữa giờ thì còn khá là nhiều cái DNA trong cái phòng thí nghiệm của mình chưa có được mình hồi sinh ấy. Bữa nay chắc mình sẽ xuống dưới để mình lựa ra một vài cái DNA mới để mình hồi sinh mới được. Mình có để ý tới một cái loài hình như là sống ở dưới nước. Đó chính là... đâu rồi ta? Hồi nãy mình mới lướt ngang. Đây, đó chính là Mosasaurus. Mình có tới tận 4 cái DNA lận nha. Nhưng mà chắc mình sẽ hồi sinh hai thôi. Rồi từ hai nhóc này thì sẽ từ từ sinh con để cái ra thôi. Mình nghĩ như vậy. Và đây là một loài rất là hùng mạnh, nên là tỷ lệ cao là sẽ ấp khó đấy. Mình phải đứng đây và canh chừng mới được. Ngoài Mosasaurus ra thì mình cũng sẽ hồi sinh thêm một cái loài bay đi. Mình thấy cái DNA này giống như DNA của một nhóc chim vậy á. Được đó nha. Chắc là thằng lằn bay sẽ có bạn mới rồi. Còn loài nào biết bay nữa không ta? Trong đây mình hết thấy nhóc nào có cánh rồi. Ê, mình thấy cái loài khủng long Diplophosaurus này có cái phần đầu nhìn cũng đẹp quá nè. Thôi được. Hồi sinh thêm em này luôn. Vậy là nãy giờ sơ qua là mình đã hồi sinh được 3 loài rồi ha. Trong lúc chờ đợi thì mình sẽ ra ngoài và thả chú rùa Henodus ra mới được. Lần trước thì mình có kiểu như thả một nhóc rùa qua cái hồ mình nuôi Diplocaulus nè. Đây, bây giờ thôi thêm một nhóc rùa khác nữa. Rồi, có đôi có cặp luôn. Một đực. Ôi, hai đực nữa. Oh no. Ê, cái gì đấy? Chưa. Hình như dưới phòng thí nghiệm mình vừa thất bại một cái máy ấp nào rồi kìa. Thấy chưa? Mình nói có sai đâu. Cái DNA của Mosasaurus cũng khó ấp lắm. Chưa gì đã thất bại hay gì rồi kìa. Để mình kiểm tra thử. Ui, chính xác luôn. Căng rồi. Không sao. Mình sẽ up lại thêm một lần nữa. Hy vọng lần này sẽ thành công nha. Nếu mà chúng ta ngắm kỹ một xíu thì cái bức tranh ở trên này giống như là một chiến binh đang chiến đấu với một cái tên... ủa, cái gì đấy nữa hả? Sao bữa nay bất ổn vậy? Hai cái máy của mình đã thất bại rồi. Ai cha cha. Bữa nay là một cái bữa up DNA bất ổn của mình. Liên tục là những cái máy thất bại nè. Kỳ gì vậy cơ? Thôi trở lại với cái bức tranh nè. Trên cái bức tranh này á, có một cái thanh niên đội cái nón giống như là cái nón cổ xưa mà mình sở hữu. Đâu ta, cái nón cổ xưa của mình đâu ta? Ủa, mình nhớ mình có cái nón cổ xưa mà nhờ. Đây, đại khái nó là cái nón này nè. Và cái nón này thì không phải của một cái tên bình thường đâu. Hình như cái thanh niên đội nón này có cái tên cúng cơm là Anu thì phải. Là một tên boss đó nha. Ồ, hay là chúng ta sẽ
thử tìm ra cái nơi ở của hắn rồi đánh bại hắn. Tại vì trên cái bức tranh này mình thấy cái người cổ xưa đã chiến đấu với hắn rồi nè. Nhưng mà trận chiến này không biết ai là người chiến thắng nữa. Nhưng mà để tới được cái nơi ở của cái tên Anu đó thì mình cần phải tìm ra một cái con thuyền đặc biệt. Con thuyền đó chỉ xuất hiện ở địa ngục thôi. Nên là hôm nay sau khi mình up những cái DNA này xong thì mình sẽ bắt đầu đi qua địa ngục và đi tìm kiếm cái con thuyền đó. Ở đây thì có một cái DNA của Mosasaurus đã được mình up thành công rồi nè. Tuyệt vời. Để bây giờ mình sẽ thử thả cái nhóc Mosasaurus này xuống xem coi như thế nào. Ui, đó. Ui, các bạn thấy nguy hiểm chưa? Mới thả ra rồi đã cắn mình rồi kìa. Cái loài này rất là nhanh nhẹn nha. Đây là một trong những loài thống trị đại dương thời tiền sử nha. Rất là ghê luôn. Cô nhanh nhẹn chứ cơ. Mình đánh giá cao cái loài này cực. Rồi và mình sẽ xem coi đây là giống đực hay cái đây. À, một nhóc Mosasaurus cái. Một tí nữa mà mình up thêm cái DNA này mà ra giống đực nữa là đẹp nè. Và bây giờ thì mình chưa có thuần phục được đâu. Để thuần phục được cái loài Mosasaurus này thì mình sẽ cần tới Aquatic Scarab Gem. Lần trước thì mình còn dư một cái đấy. Hình như mình cất ở trên cái rương này thì phải. Đúng không ta? Hay rương này? À đây nè. Mình còn dư một cái nên là sắp tới mình có thể thuần phục được một nhóc Mosasaurus đấy. Ồ, bây giờ hết cắn rồi nè. À, mặc dù hung dữ gì đó nhưng mà chỉ cần mình cho ăn đầy đủ, tâm trạng vui vẻ là sẽ không có cắn mình đâu. Nên cũng đỡ lo được một phần. Ý, con em bơi nhìn đã thì có chứ. Nhưng mà Mosasaurus sẽ mau lớn và chỗ này sẽ dần trở nên chật chội thôi. Thế nên là một tí chắc mình phải làm một cái nơi ở tạm thời cho Mosasaurus mới được. Hả? Hình như mình còn dư một cái hồ mà ta. Đúng. Mình còn dư cái hồ của Spinosaurus lúc trước ở ấy. Ê, mình sẽ cho em ở nhờ chỗ đó một thời gian đi. Để bữa nay mình còn đi khám phá và đi tìm con thuyền dẫn tới nơi ở của tên Anu nữa chứ. Hợp lý. Rồi bên này thì mình cũng xong được một cái DNA của Mosasaurus khác rồi nè. Úp. Ê. Nhưng mà được cái là nhóc lần này là nhóc được. Mới nở ra thôi mà đã thoát kiếp FA rồi. Đã gì ta. Trời ơi, này là có khối bạn hơi bị gato nha. Mosasaurus thích chê. Cây tươi nhờ. Những lúc rảnh rỗi thì mình cũng thường chơi game trên điện thoại ấy. Thế nhưng mà mình hay gặp một cái vấn đề là điện thoại mình rất là dễ nóng cũng như là bị giật lag. Thành thử ra là mình vừa tìm ra được một cái giải pháp khắc phục được tình trạng này. Đó chính là Nox Security. Đầu tiên thì Nox Security sẽ cung cấp cho mình một cái tính năng khá là hay. Đó chính là tăng tốc game. Mình chỉ cần thêm game cần chơi vào. Sau đó thì Nox Security sẽ giúp mình tối ưu trò chơi. Vào game hơi bị nhanh luôn. Chơi game thì cũng đỡ lag hơn nữa. Ngoài ra Nox Security còn có chức năng tăng tốc bộ nhớ, giúp cho mình đóng những cái ứng dụng dạng ngầm không cần thiết, làm cho điện thoại trở nên mượt mà hơn. Chơi game một lúc thì điện thoại của mình trở nên nóng hơn ấy. Thế nên là mình có thể sử dụng thêm cái tính năng hạ nhiệt độ CPU của Nox Security. Với tính năng này thì điện thoại của mình sẽ nhanh chóng hạ nhiệt độ. Thế nhưng mà trong lúc này thì mình cũng nên để điện thoại nghỉ ngơi một lúc thì sẽ tăng cái quá trình này hơn á. Để tải Nox Security thì các bạn có thể truy cập vào CH Lite và tìm kiếm với từ khóa Nox Security. Hoặc là nhấp vào đường link mình có để dưới phần mô tả cũng như là phần ghim của bình luận. Ngoài ra thì đừng quên đánh giá 5 sao về những lợi ích mà Nox Security mang lại nhé. Rồi. Công việc up Mosasaurus đã xong. Ở đây thì trứng của Dilophosaurus cũng xong rồi nè. Trên này thì trứng của nhóc chim cũng đã xong. Rồi bây giờ thì đi up nốt mấy cái trứng còn lại này thôi. Hình như là trứng của chim á, mình chỉ cần thả ra là nở liền luôn hay sao ấy. Để mình thử. Ôi nhưng mà chơi từ từ. Coi cái chuỗi thức ăn của em này cái đã. Ok, không có chim nha. Trong chuỗi thức ăn không có chú chim này. Ui, đây là chú chim thời tiền sử nè. Wow, có chút xíu à. Mà cái đuôi nhìn rất là lạ nhá. Được thiệt sự. Ăn trái cây đâu nè, nên mình sẽ cho vô đây. Có đói chưa? Ủa sao không ăn vậy? Ủa mình có thức ăn mà sao nhóc này không ăn ta? Đây, bây giờ mới chịu ăn nè. Trời, chút ép luôn á. Thằng lằn bay đừng có ăn hiếp em nó nha, em nó còn nhỏ lắm đấy. Rồi, bây giờ thì tạm thời cứ sống chung với đàn anh thằng lằn bay đi nha. Mình sẽ để em ở trong này, hy vọng là một tí quay lại thì em sẽ mau lớn. Hay là mình cho em ăn luôn ta. Được á, để mình vô trong mình làm ít cái thuốc tăng trưởng đi. Chứ nhỏ quá, mình cũng khó mà kiểm soát được. Kiểu mình đi ngang mình không có thấy được ấy. Đây, ăn cho mau lớn nha. Ui, nhóc này cũng không có quá lớn đâu.
Đây là cái kích thước tối đa rồi kìa. Thôi nhưng mà cũng đỡ hơn hồi nãy ha. Rồi chơi banh đi. Wow, chim mà cũng thích đá banh ghê. Được á, được á. Vui vẻ gì là mình an tâm rồi. Còn lại thì mình sẽ up luôn hai cái trứng của Diplophosaurus bên này. Có vẻ đây là loài không có quá bự đâu. Tại vì mình thấy cái trứng cũng hơi bé bé kìa. Ồ, tới bây giờ thì nhóc nai đó vẫn FA người ta. Mình cũng muốn tìm bạn đời cho ẻm lắm á chứ. Thôi gán đợi anh đi. Anh up xong trứng rồi anh lo cho mấy cái loài mới trong ngày hôm nay xong rồi anh tìm bạn đời cho. Ok. Rồi sắp nở rồi nè. Ồ, nở rồi, nở rồi. Yeah, một cặp luôn. Và xem coi. Ồ, loài này ăn thịt. Oh, quầy nhưng mà nhìn cái đầu có vẻ ghê lắm. Loài này lớn lên chắc cũng sẽ ngầu lắm á. Đâu mình sẽ thử cho ăn thuốc tăng trưởng coi. Đây mình có một ít nè. Nè, ăn đi, cho mau lớn. Wow. Khi lớn lên thì cái phần ở trên đỉnh đầu đã to hơn rồi nè. Nhìn ngầu phết, kiểu như từ phần mũi kéo dài tới phần đuôi ẻm có một cái đường gạch màu đen cơ. Nhìn chất thiệt sự luôn. Để xem cái chuỗi thức ăn của ẻm là có những cái loài nào nha. À, chuỗi thức ăn của ẻm là những cái loài có kích thước kiểu như bé bé hơn ẻm thôi. May là mình còn dư một cái chuồng nè. Nên cho hai nhóc này sống trong đây luôn đi. Rồi còn về phần của Mosasaurus thì tạm thời mình sẽ cho vua biển cả vô đây ở một thời gian đi. Rồi khi nào mình trở về từ chuyến khám phá có điều kiện mình sẽ xây một cái nơi ở mới nó đàng hoàng hơn. Thôi thôi không có cắn tôi nha. Tôi lâu lâu tôi vô tôi cho ăn đó. Chứ đừng có cắn tôi bây giờ. Rồi lo cho vua biển xong rồi đó. Mình cũng an tâm một phần rồi. Bây giờ thì chắc mình sẽ lên đường để đi tìm cái con thuyền dẫn tới nơi ở của tên Anu thôi. Ừ. Nhưng mà chuyến đi này thì chắc mình sẽ dắt theo khủng long bạo chúa đi. Kiểu như cho khủng long bạo chúa theo mình có gì hỗ trợ mình trong những cái tình huống cấp bách. Mình thấy cũng khá là hợp lý á. Mình sẽ lấy ra một cái lasso. Sau đó vào trong đây và dắt theo khủng long. Ôi. Ôi, sao giờ mau lớn thế? Ô đây đây, khủng long được đây, khủng long bố đây. Ôi, khủng long bố đang đánh cái gì á? Trời ơi, đang đánh cái cục này hay sao á? Nào, đừng đánh nữa. Ôi, đừng có tập luyện với khúc gỗ đi, tập luyện thực chiến nè. Đây, mình bắt lại cái. Rồi, mình sẽ dắt khủng long bố theo trong ngày hôm nay. Mình nghĩ em sẽ tấn công rất là dữ đấy. Có bạn đồng hành rồi. Giờ thì không chần chờ gì nữa. Lên đường thôi. Qua địa ngục thì mình sẽ cần tới Phượng Hoàng để giúp mình có thể bay nó nhanh hơn. Và cũng như an toàn hơn là cái việc mình đi bộ á. Đó, thấy chưa gì là gặp con gát rồi đó. Ý, nó bắn. Ý. tuổi tôm nha. Phượng Hoàng tôi bay nhanh lắm, không có bắn trúng được đâu. Mà con thuyền thì chắc nó sẽ xuất hiện ở trên cái hồ nhung nham nhờ. Nên là mình sẽ ưu tiên tìm ở những cái hồ nhung nham hơn. Nhưng mà bay sát mặt hồ thì cũng nguy hiểm lắm. Tại vì dưới mặt hồ các bạn cũng thấy rồi đó, có rất là nhiều những cái con mực nhung nham cơ. Lạng quạng là nó bắn mình chứ. Phượng Hoàng cháy đen thui thù lùi luôn á. Ê, khoan, đây nó có công trình gì vậy? À, trong đây nó có spawner của người heo, ma heo. Trên này thì có rương nè. Cũng được, nói chung là cũng được. Có cúp. Ôi, phải cái này là cúp sửa chữa thì hay biết mấy. Nhưng mà thôi, nó là một cây cúp hiệu sức thì cũng ok. Một trái tim bự cho bá lỡ. Để mình ăn trái tim này coi coi có cộng thêm máu cho mình hay không nha. Ăn vô. Ê, có cộng kìa, cộng thêm được một trái tim. Thơm thiệt. Ồ, trong này có lòng spawn hay gì nào, mình thấy có cái ngọn lửa. Ồ, chính xác, đập luôn. Hết rồi. Ừ, dưới nhung nham thì cũng không có bất kỳ một cái rương nào hết. Cũng được đi, vô đây cái mình có thêm một cây cúp với lại một trái tim. Nhưng mà được cái là ở đây nó có cái spawner của xương đen nè. Chắc mình sẽ giữ lại, không đập đâu. Để nhỏ mà mình có cần farm cái đầu xương đen á, thì mình sẽ qua đây để mình farm ha. Khá là hợp lý luôn. Ôi, khoan, từ từ. Hình như trong góc này nó có một cái công trình gì đó thì phải. Ê, nhưng mà để mình vượt qua mấy cái con nhện nó ngán đường mình cái đó. Ui, coi kìa, anh ma heo đi trúng độc kìa. Ui, may thế. Mình có cái bùa kháng độc ấy nên mình vô đây nó không sao hết.
Ui, còn có ma trong đây nữa chứ. Chỗ này nguy hiểm vậy. Ma cỏ tùm lum hết trơn à. Ây, này thì con hồ ma không kịp. Rồi. Wow, đây là công trình gì mà xây đẹp vậy? Oh, nó có spawner. À, ôi, nó xuất hiện rồi. Hình như dưới mấy cái góc này nó có cái lồng spawn hay sao á. À, đâu có đâu. Sao mà nó xuất hiện được ta? Ảo thật đấy. Ồ, vô tình mình có được những cái cột lửa quá trời đẹp nè. Trong rương thì cho mình thêm một cái mầm cây đặc biệt. Vàng, chế mìn. Wow, trái này là chọi nổ bị dữ á nha. Mấy cái này thì chắc mình sẽ mang về mình trang trí ở trước cái chỗ nuôi khủng long, chắc là sẽ đẹp lắm á. Kiểu kiểu như vậy nè. Wow, quá đã luôn. Nãy giờ mình cưỡi phượng hoàng đi cũng lâu phết rồi đó, nhưng mà mình chưa có gặp bất kỳ một cái con thuyền nào ở dưới địa ngục hết nha. Uầy, công nhận muốn tìm con thuyền mà qua thế giới của tên Anu đó khó thiệt đó chứ. Ở dưới này thì mình lại gặp thêm một cái ngôi đền gì nữa nè. Ồ, hình như nó xây sẵn một cái cánh cổng địa ngục ở đây thì phải. Để mình bật cái cánh cổng này lên thử coi coi nó dẫn mình tới đâu nha. Nó đã cất công xây rồi thì mình cũng cất công qua coi như thế nào. Chú Quách Tết nó làm cánh cổng cái mình văng ra khỏi thế giới luôn rồi. Ok, mình đã vào lại thế giới rồi nè. Ui, cái tên nào xây cái cánh cổng khủng khiếp vậy? Ủa, cánh cổng đâu để mình trở lại địa ngục đấy? Ôi, oh, nhưng mà được cái là chỗ này có kim cương free. Trong cái rủi thì ít ra nó cũng có được kim cương. Thôi, mình sẽ lấy cái cấp gia tài của mình ra và xơi nốt cái số kim cương này coi. Coi được bao nhiêu viên? 46 viên! Trời, giàu to rồi. Bên đây còn có ngọc lục bảo nữa nè. Để coi được bao nhiêu viên ngọc lục bảo. Được 21 viên ngọc lục bảo luôn. Yes, thêm một ít ngọc lưu ly bên này nữa. Chỉ tiếc là trong này không có hóa thạch cho mình đào thôi. Phải có hóa thạch nữa là tuyệt vời luôn á. Những thứ cần đào thì mình đã đào hết rồi. À, bên này có hóa thạch nè. Để mình đào thử coi. Biết đâu mình lại có thêm vài cái Scarab Gem để một xíu về mình thuần phục Mosasaurus á. Cái gì? Ủa sao dưới hang lại có con Ripper điện vậy? Nổ đi, Ripper điện. Nổ banh xét nó đi. Đúng rồi. Ô, trời đất ơi, Ripper điện nó nổ kìa. Quá ghê gớm luôn. Ui, dưới này con Ripper 2 sao nữa. Ok, nó, con đó nguy hiểm lắm. Không chơi với nó đâu. Đây rồi, đây rồi. Một cục Scarab Gem đầu tiên. Tự nhiên từ cái hành trình đi tìm con thuyền dẫn tới thế giới Anu, bây giờ chuyển thành cái chuyến đi đào Scarab Gem luôn chứ. Sao mà đỡ được. Ồ, nãy giờ mình không để ý. Mình được ba cái Scarab Gem mà nào không hay luôn rồi nè. Trúng mánh rồi, chiếc này trúng mánh rồi. Đây thêm cái nữa. Thôi chắc đủ rồi đó, bây giờ chắc mình đi lên thôi. Để mình trở lại cái hành trình tìm cái con thuyền dẫn tới nơi ở của tên Anu cái đã. Tự nhiên khi không vô tình có thêm mấy cục Scarab Gem thì cũng vui. Ok. Dưới này thì mình thấy có giống như là cái danh trại của Zombie Bitman vậy nè. Thì mình đáp xuống thám thính tình hình xem như thế nào. Mình thấy bọn chúng còn để vàng ở bên ngoài nữa nè. Lãng phí. Vàng mà để bên ngoài. Bỏ túi mình liền. Ai biểu lãng phí chị? Ôi, ôi. Ủa vậy? Ủa dạ, mới lắc máy cái mình lọt xuống dung nham luôn rồi. Ồ, có rương. Hình như mỗi hướng sẽ có một cái rương thì phải. Đúng không vậy? À, hình như không đúng rồi. Bên này không có rương. Bên này cũng không có. Vậy là chỉ có đúng một cái rương hồi nãy mình lút thôi à. Bọn chúng còn trưng bày đầu xương đen nữa. Lãng phí. Bỏ túi luôn. Cứ bọn chúng lãng phí thì mình sẽ bỏ túi hết á. Ê. Ôi, ôi. Ở tít sâu dưới này thì bọn chúng còn... À. Còn nuôi cây mắc ma với cả là nhốt xương đen ở dưới nữa. Nguy hiểm thế. Mình sẽ lấy cái rìu cực bự của mình ra để mình dừng chịu một chút. Càng quét bọn chúng nào. Wow, đông quá đi. Quá là đông luôn. Còn có cái con xương 3 sao hay gì cơ. Nhưng mà không sao, mình có cây rìu này, có thể càng quét cực mạnh. Nhưng mà trong đó cũng khá là nguy hiểm á. Nên thôi, giờ mình đành phải đi tiếp nè.
Mà nãy giờ mình với Phượng Hoàng bay rất là xa rồi. Vậy mà chưa có tìm được bất kỳ một con thuyền nào. Bữa nay có vẻ là mình không đủ may mắn để gặp được con thuyền dẫn tới thế giới của tên Anu rồi. Kế bên chỗ của mấy thanh niên Zumbai Heo thì có một cái chỗ khác trông khá là nguy nghi tráng lệ nè. Nó giống như một cái thành phố vậy. Wow, đẹp vậy ta. Để mình vô mình coi thử coi. Wow, ở đây người ta xây kiểu như hoành tráng lắm. Cột là mạ vàng đồ các thứ này. VIP thế nhờ. Ôi, cái này đẹp, cái này đẹp. Đúng thứ nhà mình đang thiếu luôn chứ. Ồ, ban công cũng đẹp quá trời nè. Mượn luôn. Cái gì mình chưa có thì mình phải học hỏi các thứ rồi á. Nên mình sẽ mượn về mình nghiên cứu rồi. Wow, đây là chỗ trung tâm hay sao nè. Này, có bạn cường hóa đồ nhìn VIP đấy. Này, cái kiến trúc ở đây người ta xây đẹp ghê luôn á. Hình như đây là mấy cái đèn thì phải. Ờ, chính xác. Kìa, đằng kia còn có thư viện nữa cơ. Wow, đã con mắt thiệt chứ. Mà cái này đã hơn. Ở đây người ta gắn nhiều đèn lắm. Tha hồ cho mình mang về luôn á. Chỉ với vài cái đường cúp cơ bản thôi là mình đã có được mấy stack đèn mới mang về rồi. Sắp tới là nơi ở của khủng long thì chắc mình sẽ dùng cái đèn này để trang trí. Trông chắc sẽ rất là đẹp đây. Chỗ này thì chủ yếu để mình mở mang tầm mắt thôi. Cũng không có quá nhiều thứ đặc biệt ấy. Nên là mình sẽ đi tiếp. Tính ra nãy giờ mình dẫn theo khủng long bộ chúa nhưng mà chưa có dịp cho khủng long bộ chúa thể hiện luôn á trời. Không có đối thủ nào. À đây đây đây. Có đối thủ liền. Ui, gì đây? What? Wow, con sương. Ôi, con sương bị một cái loài chim đặc biệt gấp lên trời ăn thịt rồi. Ui, cái loài chim đó gì mà nguy hiểm vậy? Wow. Ê, khủng long bộ chúa tức vậy, chiến đấu đi em. Wow, trời kìa. Máu chiến thật sự. Giỏi lắm, cho ăn miếng thịt nè. Đó, các bạn thấy sự đáng gờm của khủng long bộ chúa chưa? Rất là hăng máu luôn á. Để bây giờ mình sẽ đi kiếm mối cái đó. Cho khủng long bộ chúa chiến đấu các thứ. Ôi, nữa, mình lại gặp cái loài chim đi săn xương kìa. Nhìn như đại bàng ấy. Wow, lần đầu tiên mình thấy một cái loài kiểu như có khả năng gấp được con xương bay lên trời luôn. Úi. Bữa nay mình hên kiểu gì ấy nhờ. Mình đào xương thôi mà cũng ra được Scarab Gem nữa này. Rồi nay mình nhân phẩm cao rồi. Ừ hé. Hình như Ôi, con xương này láo nhờ dám bắn mình. Xử nó cũng là màu chút. Đúng rồi, cắn á. Thì ra ngươi chọn cái chết. Hôm qua lúc mà mình xây dựng á thì mình phát hiện ra là ở dưới nơi ở của Spinosaurus có một cái con xương cổ xưa. Oh, chắc đó cũng là một cái đối thủ đáng gờm đó. Hay là bữa nay mình sẽ cho khủng long bộ chúa đối đầu với xương cổ xưa xem như thế nào. Mình nghĩ trận chiến đó sẽ rất là hấp dẫn đây. Được á nha. Nói là làm liền. Đi. Đi nha. Nhưng mà một mình khủng long bộ chúa thì cũng hơi cô đơn ấy. Nên là mình sẽ dắt thêm vợ của khủng long bộ chúa nữa. Bữa nay cho hai vợ chồng hợp cùng nhau chiến đấu luôn. Vợ đây. Đúng không ta? À chính xác rồi đó. Còn kia là khủng long con thì thôi. Còn nhỏ nên là mình chưa cho ra trận đâu. Chừng nào tập luyện chiến đấu một thời gian nữa đi. Mình thuần phục xong rồi mình mới cho ra trận. Hôm qua thì mình thấy cái thanh máu nó xuất hiện lúc mà mình xây dựng cái đoạn bên này nè. Đâu đó dưới này thì phải. Đúng không? Ồ chính xác nè. Vẫn xuất hiện thanh máu của nó. Rồi. Tới củ kiệu. Đây dưới này đúng không? Để mình đào xuống dưới. A few moments later. Tới chưa ta? Sao lâu dưới ta? À đây. Tới rồi. À nó ngay bên này. Con xương cổ xưa mắc lòi. Ôi nó có đệ à? À ghê thế nhờ. Còn có đệ nữa nhờ. Được. Không chỉ có xương đâu. Nó còn có mấy cái con mực. Con mực nhung nham bảo kê nữa. Khá lắm. Mày thì bảo kê. Xử luôn. Mày thì dám bảo kê hả?
Đâu đàn em ngươi đâu? Xử đàn em của ngươi trước luôn nè. Rồi, để ngươi có thể đọa một một với hai khủng long của ta nữa. Xong, trận chiến này sẽ bắt đầu sớm thôi. Ra trận nào, khủng long bò chúa. Ăn không ăn? Nhào vô, bém ăn thôi. Coi kìa, khủng long bò chúa đang kiểu như kết hợp với nhau và tấn công cái tên xương này. Ê, nhưng mà khủng long của mình đang bị mất máu do nhung nham. Mình phải hỗ trợ mới được. Mình sẽ đi bút máu. Ra trận nào khủng long. Đúng rồi. Wow, đồng vợ đồng chồng quánh nhau là hơi bị căng luôn. Có căng. Dồn con xương này không thể áp sát cho mình được luôn mà. Đó, các bạn thấy sự đáng gờm của khủng long bạo chúa chưa? Mình chỉ đứng yên và tận hưởng thôi. Úi giời, muốn đụng như ta đâu có dễ. Phải bước qua sát hai khủng long trước nha. Xong rồi. Quá là easy luôn. Và nó cho mình một cái được gọi là Enchanted Dust. Một cái bột cường hóa. Một cái bụi cường hóa gì nè. Mấy cái bụi này mình dùng để làm những cái món đồ nó xịn sò con bò hơn. Wow. Và nãy giờ thì vợ chồng khủng long đánh nhau mà mất có một hai máu ha. Quá là đỉnh luôn. 10 điểm cho cái sức mạnh của khủng long nha. Ồ, ngoài ra thì nó còn cho mình một cái đầu lâu nữa. Wow. Cái đầu lâu này nó sẽ cho mình kháng cự. Chỉ cần giữ cái đầu lâu này trong người thôi là mình sẽ rất là trâu luôn á. Kháng cự cấp độ 3 lận. Đồ tốt, đồ tốt. Ê, đằng kia còn có kim cương nữa cơ. Để mình qua đấy mình lấy kim cương trước cái đã. Để coi được thêm nhiêu viên đây. 9 viên luôn. Ok la. Wow, công nhận nuôi khủng long bò chúa thích ghê á. Những trận chiến khó khăn thì chắc mình sẽ nhờ tới sự giúp đỡ của vợ chồng nhà khủng long bò chúa. Bây giờ thì chắc mình sẽ trở lại với công việc là chăm sóc Mosa sau đó thôi. Không biết là hai nhóc kia lớn tới đâu rồi. Ây da, cũng chưa lớn lắm đâu, còn chút xíu à. Nơi này vẫn còn thích hợp để nuôi Mosa sau đó nha. Mình xuống mình cho ăn thêm nè. Ăn dặm các thứ cho mau lớn nha. Lớn thì mình mới thuần phục được, chứ bây giờ mình mà đánh cái là có thịt Mosa sau đó ăn luôn á. Ok. Để bây giờ mình cất cái Scarab Gem vô lại. Rồi sau đó xuống dưới mình đi phân tích mấy cái Relic Scrap mà bữa nay mình đào được nè. Wow, rất là nhiều luôn nha. Để mình cày thêm những cái mẫu Pottery Sack mới được. Qua nay thì mình đã có được 8 cái Pottery Sack rồi. Nhưng mà như đã nói hồi nãy thì mình cũng sẽ gán kiếm thêm cái mẫu DNA của Megalosaurus để mình hồi sinh lại cho em có bạn đời. Chứ em cô đơn bữa giờ thì thấy cũng quá là tội luôn á. Hôm bữa thì mình có đi khảo sát gần làng á, thì mình phát hiện ra bên đây nó có một cái hồ đen đen nè. Ủa? À đây, nó nằm ở dưới mặt nước luôn. Thành thử ra là bây giờ mình phải nhảy xuống dưới để mình múc và đổi ra những cái hạt đen. Cái hồ lần này thì có vẻ là cho mình cỡ... Nhiều nha. Cỡ 52 á. Đúng không? À chính xác rồi. Quá đã luôn, 52 cái hạt đen. Tha hồ về cho mình phân tích nè. Mình còn trống 3 máy đúng không? Được. Vậy mình sẽ chia làm 3 cho nó phân tích ra. Rồi. Và để xem coi bữa nay mình có thành công kiếm được DNA của Megalosaurus hay không. A few moments later. Ủa? Ở đây. Có luôn rồi. Wow. Bữa nay mình hên vậy. Chỉ với vài lần phân tích thì mình đã có được DNA của Megalosaurus rồi. Ui, thêm một cái DNA nữa nè. Ngoài ra thì cũng không có thêm được cái DNA của loài nào mới hết ha. Nhưng mà không sao, chủ yếu là mình kiếm DNA của Megalosaurus thôi. Rồi, như vậy thì mình đã giữ được lời hứa với cái nhóc nai ngoài này rồi. Bây giờ thì mình sẽ bế bò đi lại chỗ của ẻm liền. Rồi sau đấy mình sẽ cấy phôi thai của Megalosaurus vào người chú bò. Ui con, cái con xương này, con xương chết tiệt. Đi ra chỗ khác. Định sàm sỡ bò của tôi hay gì? Đi ra. Ripper, thôi. Khoảnh khắc này sắp tới rồi, Nai ơi. Gần sắp hết FA rồi. Chạy đâu vậy? Lại đứng lại. Sắp hết FA rồi. Ở đây, 99% và...
Để xem. Yes, đấy là nãy được. Cuối cùng thì mình cũng thành công rồi. Chắc mình phải đi chế tạo cái thuốc tăng trưởng mới được. Mình muốn thấy cái cặp gạt của cái nhóc này được này. Chưa. Để mình dẫn qua đây luôn. Rồi, để mình so sánh kích thước của Nai Đực và Nai Cái sẽ xem như thế nào. Đó, Nai Đực khi mà 4 tuổi thôi là bắt đầu có cặp gạt cực đẹp rồi nè. Wow, bự lên xíu nữa coi. Đây là tuổi trưởng thành rồi. Quay cái cặp gạt đẹp dã man luôn. Nhưng mà giờ thì chắc đang đói. Tác dụng phụ của việc uống thuốc tăng trưởng nên là mình sẽ cho ăn đầy đủ. Rồi, xong. Mình đã ghép đôi thành công cho nhóc Nai cô đơn bên này rồi. Hôm nay quả là một ngày tuyệt vời luôn á, khi mình gặp quá trò chuyện may mắn luôn. Sao vậy? Ngại hả? Mắc cỡ hả? Trời ơi, có gì đâu mà xí hổ. Này, trời ngại ngùng đó. Hai nhóc này còn xa lạ với nhau hay sao á? Thôi lại gần đi, cho khăng khít tình cảm xíu đi nào. Đúng rồi, đi theo bạn đi. Trời ơi, mà phải công nhận là cái cặp gạt này đẹp ghê á. Mình có cưỡi được không? À, nhưng mà trước mắt mình phải thuần phục trước cái đã. Mình chưa thuần phục được, nay được. Rồi, giờ thì hai đứa sống ở trong này đi nha. Rồi, và tổng kết trong ngày hôm nay thì mình đã hồi sinh thêm được khá là nhiều loài mới luôn. Chẳng hạn như là Mosasaurus, vua biển cả. Mình sẽ gán chăm cho kỹ một xíu để cho mau lớn, rồi sắp tới mình sẽ tìm một cái chỗ nước bự hơn để tương ứng với kích thước của em. Ngoài ra thì mình còn đào được khá là nhiều Scarab Gem trong ngày hôm nay nữa. Chỉ tiếc là bữa nay mình không có tìm được cái con thuyền dẫn tới nơi ở của tên Anu thôi. Nhưng mà không sao, sắp tới thì mình sẽ có những chuyến đi tiếp theo để đi tìm cái con thuyền đó. Và cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào những ngày kế tiếp trong cái hành trình hoàn thiện cái công viên khủng long của mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.